các bạn lên là tới chơi. Đây view lại mà khách sạn lần nữa thứ hai, anh em đang đi vô nhận phòng khách sạn ha. Khách sạn thứ hai mà đoàn ở trong dịp đi khảo sát tại Hàn Quốc. Đây, Lê Tân. Đây. Bốn hai bảy Tùng ơi, Tùng ơi. Bảy. 427. Mình phòng 427. 427. Khách sạn 4 sao. Đẹp. Đây. Review xíu nha bạn ơi. Phòng này cũng có một cái không gian mở nha. Cho hai anh em phòng twin 2 giường. Hôm nay mình đã ở 2 giường bằng nhau. Đó. Phòng có tivi đồng hành ha. Đó. Nói mấy đoạn này là hơi ấy nha, system. Kệ, để đầy đủ đồ đạc nha. Nhà vệ sinh nha các bạn. Nhà vệ sinh. Cũng ok, cũng giống như loại dầu bình thường của Hàn Quốc ha. Khăn tắm rất ok. Sấy. Tuyệt vời. Hàn Quốc đó là mình thấy toilet này nó có một cái bộ bấm không mày? Đúng rồi. Hay quá. Nè nè nè, vô đây nha, nè. Thì có dạng bấm hả? Điều khiển hả? Bấm nước thử coi. Bấm nước xịt á. Nước xịt. Đó. Đây chứ. Rụng mẹ không biết xài đâu. Sao kỳ vậy? Từ từ. Phải biết cái xài chứ. Ví dụ như này. Chứ rồi mẹ. Cái này để xịt rửa ba cái gì á. Không gọi tự động không? Cái này tự động giống hướng dẫn nói á. Không, nhưng mà cái kia là